vời ở đây. Thời tiết nhưng mà đẹp. Vâng. Tạnh giáo đấy. Qua mưa dầm dề. Tất nhiên nó vẫn còn mưa đấy nhưng mà nó có đôi lúc nó hửng cho mình sướng. Vời. À đây cái cây si hôm vào nhà vời mua đây. À mà làm nhà vời quay phim đây, có cây này đây. Nhiều đầu đó. Nhiều đầu. Hello. Anh à, da mày trắng thế, đẹp trai đấy. Ừ, rồi, lấy vợ đến nơi rồi. À thế à? Chết. Sướng thế. Đây này, về chăn nuôi này được này. Mặt đằng này mặt chính mới đúng. Đúng rồi đấy. Phải chấp nhận là nếu chở mang về phải chấp nhận là 2 năm, ít nhất 2 năm có tay cút để mà chuẩn bị cắt đấy mới tốt đấy. Form này, form nhiều đầu lùn làng này, cũng như nó còn mới quá nên là nhìn thì ngại nuôi. Nếu mà có thể bỏ đi cái cành này được, nếu mà chọn mặt này mặt chính bỏ cái đầu này, bỏ đầu đi. Thấy tôi nói có hợp lý không? Thì nó sẽ sâu cái chỗ này ra này. Tất nhiên để ở đây nó cũng có một, nó cũng không ảnh hưởng nhiều lắm, nhưng mà cái đầu này nó hơi to, bác hiểu không? Mà nó lại ngay chính diện đấy, mà trong này nó có cái chiều sâu trong này này, có thể mình sẽ đục kiểu gì đấy đến đây thôi. Đến đây à, đến đây bỏ cái, để bỏ cái khẩu này ra, bỏ cái khẩu này ra. Đấy. Cũng phải suy nghĩ đấy. Nhưng mà có thể bỏ được. Đây có những cái vắt như thế này thì rất là hay. Si, nhà mình nhiều si quá. Xuất sơn. Chứ nó còn cây mang đi thì người Việt đây hôm nay mà nãy nơi đi chứ. À. Nó chở không được, chở hai cái này, một cái này cái kia chở không được. Đấy, cái này hôm em vào nhà thấy. Bỏ mẹ cái đầu này đi, nếu ông nào làm bỏ mẹ cái đầu đi. Cho nó sâu, chọn mặt này mặt chính. Không, nếu mà bỏ cái này. Đấy, bỏ cái khẩu này thôi. Đấy, bỏ nó đi để mà cho nó sâu cây mà nó con này cái tầm nó to bằng cái đũa, mầm to bằng cái đũa cái này cắt ngang nó ấy ngay mà sướng lắm. Bỏ này mà nhanh thích lắm, cốt đấy rồi nhanh không dáng dấp là đẹp đấy, quá đẹp dáng dấp cốt cán dữ liệu kìa, nằm ở cái chậu này trong một bần cây. Khi này thay chậu chiết lại cái Cái này làm một cái chậu mỏng dính đấy. Nuôi thì phải cho nó nuôi được một hai đỏ là cơ, giật được một hai đỏ là như là mình thay chậu. Thợ mà nhìn thì cần thợ thì nó không quan tâm nữa lắm. Đẹp là thẩm mỹ đó. Chậu chiếc mà kể cả càng xấu càng tốt, đỡ mà đổi tiền này. Này hôm là bảo bao nhiêu anh nhỉ, quên bố rồi. 12 triệu nha ông. Con này nuôi tốt quá. Phải nuôi thì mới có cây đẹp mà chơi chứ. Bây giờ đi đua tiền mà mua của nhau thì chết. Cứ đua tiền mua cây đẹp cây quý thì ông nào nhiều tiền hơn ông thắng thì chết. Đấy, cứ có cốt đẹp đẹp mà bắt về nuôi được. Vừa được chơi vừa được nuôi mà không. Tất nhiên là nếu mà tùy vào trình độ của mỗi người ấy, người nào mà non tay quá thì mua những cây có tay có cút rồi mà nuôi. Còn cao thủ rồi thì cứ nuôi phôi được. Giá hợp lý, tất nhiên giá hợp lý. Hồng leo. Hồng cổ à?
kinh ấy. Nó leo. À thế à. Trồng trồng luôn đây được này. Không đây cho leo được. Đấy. Mai khối ông mẹ ra mua đấy. Mai không phải mà chờ đi trở lại. Cái này là mấy triệu đây mà bác cả? 120 rồi. 120 rồi. Mua về của cái trung cọp trên tầng 3 ấy. À. Dọc một cái trộm to cho nó leo ấy. Hay quá, đẹp quá. Mua mang về của bạn đâu. Giảm 1 triệu. Hoa mà. Đẹp ghê nhỉ. Vừa cho mua mang về. Cho cái trộm của nó leo ấy. Quá đẹp. 120 lắm các bạn. Đấy, ông nào cũng đã trồng kỷ niệm cái khế ở đây rồi này. Quả đấy. Cái chua quả đấy. Chú xịn thật. Không chua trong 1 triệu. À cái chua á. À, ừ đúng rồi, nhìn mua tai. Cửa quả phải chua trong một biết rồi, tai nó gầy gầy biết cái chua rồi. Đất. Biết rồi. Ui giời chua quá. Ngọt ở nhà đi. Nhìn thấy đã thấy chua rồi. Dạ sách, dạ sách. Thế mà nhiều ông tìm không ra đấy. Không tìm cái chua khó đâu. Sao dạ sách. Cái đấy là bao nhiêu? Đấy. 600. Anh em. Sao dạ sách anh ạ? Dạ. Tìm cả chợ đông có cái thế nào này. Chua. Đấy về sau đấy mưa này về sau tốt quá. Mưa này sao sách bò sách đông tiện sách lai hết. Sách bò sách dê mua này sao? Anh mua được anh ăn quả nếu phải chua trong 1 triệu. Cái chua làm ít chứ. Nó thật tìm cả chợ đâu không còn cái chua đâu. Còn tiện cái lai cái ngọt thôi. Chua rồi là mình quý. Đấy là Hà Suynh, Hà Suynh chỉ bán này. Bán ở đây thôi. Sung ấy, cái đây của mình hết rồi bác. Mình ra hàng này to đấy. Con này đẹp thế mà vẫn chưa lên đường. Cái để chưa bán được. Cái nhà thằng này nó đét mổ à. Cái này này. À, đẹp này mà. Ừ, nếu bán được. Chắc nó đẹp quá nó lại sợ nó tưởng đắt, không hỏi. Mua thì 1 triệu bạc đúng không? Nếu bán được. Cái để trong hang nữa. Mai phải treo cái giá thanh lý vô vào ngay. Nhìn đẹp quá này. Nhìn... Vậy được rồi, cơ bản là cứ ra cái hỏi vôi là mấy chục triệu sợ ra đây tới cơ bản triệu thích lắm hả? Người ta gửi ra 150 thì khu vực này mẹ tao giảm 2 triệu mà. Cái gì? Cái đồng vực này, cái chỗ bên này, à. Hàng đầu này, bên này, cái vực Việt Nam đấy. Trọng lá kia gì? Ờ, lấy đến kia giảm mà. À, giả 2 triệu mà được. Thế trả nó 1,5 triệu thôi. Đấy giả 2 triệu. Được đi nhé, cái này là trung bệ. Xanh này có thể xanh 5 tiền đâu, nó là xanh tích giang. Tích giang à? Đấy, giá bán là bao nhiêu đây? Chưa rưỡi mình bán. Chưa rưỡi bán. Đấy, đại gia này mua ngay. Làm bao giờ được cái xanh này không được. Chịu rưỡi đấy. Này các cụ thích ấy. Các cụ thích mà, các cụ thích nhỉ? Đầy đủ này. Đây đủ này, chân kiếc khắp nơi này, như cây đước. Chứ đồng tay ở dưới. Dạ đấy, đẹp mẹ. Ê, khổ. Hồng nhan thì lại đọc triệu. Đấy, còn cái sung này bao nhiêu bác? Quả ông kia. Nhiều quả đấy. Đấy, ông nào đục đục cái gì rồi? Đấy. Tạm biệt cái khu vực ngày tí để xem ông nào đang đục đục cái gì đây. Đấy, có cái tiết mục trình diễn để xem các bạn. Cây nhiều chán. Thịt luôn. Hơi lắc quá nhỉ. Ra mà cây nào. Sáng sủa. Đục từ rắn bênh. Ôi lại có. Lại có cái thớt này này. Đấy, lại lùn tịt rồi. Đấy, lùn tịt rồi. Lùn tịt rồi. Đây. Được cây mini này.
về khoảng 2 năm nữa được cây giáng làng đẹp. Đây này, con dễ rồi này. Điên. Từ cái này mà ra chứ đâu. Đâm đi vài năm, 10 năm nữa là nhìn thấy cái đấy cũng không đến. Nếu mà bánh vào thùng phân thì 2 năm là có hình rồi. Tân anh chưa, Tân anh chưa xong việc cây này. Nhìn thế này cơ mà nhỉ. Không có người. Nhìn thế này cơ mà. Ok các bác, sang bên này đi. Bên này. Này. Một tí.